Kính thưa quý vị, gạo cũng dính hóa chất tẩy trắng. Giới tiêu thụ Việt Nam vừa lên tiếng báo động về việc lạm dụng các hóa chất tẩy trắng gạo tràn lan. Các loại hóa chất này có tên gọi là benzo peroxide và calcium peroxide đã bị cấm sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nó lại được bày bán công khai ở Việt Nam và được dùng thoải mái để làm gạo trắng sạch, không bị mốc và bị sâu mọt. Vietnamnet cho biết, các nhà máy xay xát lúa gạo cũng nhiều loại hóa chất khác nhau để ướp tẩm hạt gạo. Thường xuyên nhất là loại hương liệu, giúp gạo có mùi thơm, bán tại chợ Kim Biên, Sài Gòn. Họ cũng không tha cả các loại gạo mốc để lâu ngày bằng cách dùng hóa chất tẩy trắng rồi chà, đánh bóng để hạt gạo trở lại mới tinh. Nhiều chủ quán ăn còn trộn vào gạo một loại hóa chất để gạo nở to gấp 10 lần bình thường. Hiện nay, chiêu này được hầu hết các chủ quán sử dụng. Tại một quán ăn ở đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, hai gói bột trắng nhỏ xíu có thể hóa phép để 10kg gạo được nấu xong, nở thành nồi cơm to, tương đương với 20kg gạo. Vietnamnet còn trích dẫn lời xác nhận của một số chuyên viên dinh dưỡng nói rằng các loại hóa chất nói trên gây tổn hại sức khỏe của người tiêu thụ.